Tây Bắc mùa mưa, việc đi lại hết sức khó khăn do trở ngại thời tiết. Nhiều gia đình vài tuần mới ra thị trấn để mua sắm lương thực, thực phẩm một lần. Có thể nói rằng vào mùa mưa, chỉ có Bắc Hà mới có những phiên chợ độc đáo như chợ chó, chợ trâu. Và có thể nói rằng, mùa mưa, chợ trâu Tây Bắc được xem là nơi giao thương, mua bán của các đại gia người Mông. Những ai bước vào chợ trâu được xem là người Mông có nhiều tiền, đủ ăn đủ mặc, đủ tiền mua trâu về để nuôi hoặc nuôi trâu để bán. Và trên cả một vùng Tây Bắc rộng lớn, chợ trâu Bắc Hà Lào Cai là chợ trâu quy mô và sầm uất nhất, số lượng trâu mang đến đây bán nhiều nhất và giá thành cũng hấp dẫn nhất. Trâu trâu tùy to tùy nhỏ, to trên 40 trở lên, thấp nhất là cũng phải 20 trở lên. Là con trâu này mình nuôi khoảng 3 năm thì to màn này ạ, nhớ lúa đẻ vào thì phải 3 năm mới cày được, con này có thể hơn 3 năm rồi. Thì chỉ là cho ăn cỏ, nếu có trồng được cỏ vai thì cho cỏ vai, không thì cho cỏ bình thường, mình khắp màu cũng có, cũng bán được, cũng lớn được. Phải nuôi trong nhà thôi, không dám đi rừng đâu, cắt cỏ về cho nhà, cho ăn ở trong nhà đấy. Không bây giờ dắt đi ra ngoài đâu, là trâu bán này à. Người đồng bào thiểu số các dân tộc Tây Bắc nuôi trâu chủ yếu để cày ruộng, bởi địa hình đồi núi, ruộng bậc thang nhỏ lẻ, manh mún, đồi dốc chân vân, không có bất kỳ loại máy cày ruộng nào có thể cày trên địa hình như vậy. Con trâu trở thành công cụ sản xuất duy nhất và tối ưu của người đồng bào thiểu số. Nhưng để nuôi được một con trâu trưởng thành và bán với giá tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng trong điều kiện thời tiết giá lạnh, không dễ một chút nào. Những lúc trời rét, người ta phải đốt lửa sưởi ấm cho trâu. Khi trời có tuyết, người nuôi phải che chắn chuồng thật kỹ để giữ ấm cho trâu. Có thể nói là cực khổ và vất vả hết sức, trong vòng 3 năm trời mới có được trâu để bán. Nuôi trâu làm kinh tế phải nuôi tại nhà, không đem rừng phải trâu nuôi thôi, không phải trâu bán. Phải cắt cỏ về cho cỏ, cho cám cho nó ăn đàng hoàng, nó mới chống béo mình mới bán được. Trâu mình cày cũng được, mà mình mua đi làm thí là như con cày là nó điệt, trâu phải điệt, trâu to trâu điệt. Như trâu là thì mà cái lại trâu xấu nó cũng mua, phải béo, thế nó mới mua. Như là đây dinh tầm chúng tôi là toàn là mua đi để cày nương, cày làm ruộng, thằng cái ruộng, bừa ruộng, cày ruộng. Thế anh... Nhà thì bà cứ cho trâu ở chung thì cứ cho dâu cho nó ăn thôi. Thì đến chợ thì mang đi bán thôi mà. Chợ trâu, chợ chó, chợ chim, chợ tình ở Tây Bắc mãi là những phiên chợ tràn đầy âm thanh và giai điệu. Người ta chơi sáo mèo, chơi khèn, chơi sáo bầu, chơi phèn la. Âm thanh các nhạc cụ hòa quyện trong tiếng người gọi nhau ý ới, tiếng chim hót, tiếng chó kêu bầy và tiếng trâu gọi bàn, tạo ra một sinh quyển riêng chỉ có ở vùng Tây Bắc. Có thể nói rằng, chợ trâu Bắc Hà là một phiên chợ để lại ấn tượng sâu đậm về đời sống của người nông dân Tây Bắc Việt Nam.